So say one point of video, next time we have types of sentence structure. Let's choose some non-prayog. Next time we song. Let's choose two. That is, we mean four. Simple sentence. Tip compound sentence. Tip is complex sentence. Hai nung tip four compound complex sentence. In just long video, next time we want to say some type of prophet. We type but no. But just in chapter nine, we mean simple sentence. Let's choose two. That simple sentence. Yang ai hai mui tiếp cứ independent clause. Let's choose sentence. Let's mean subject, mean verb. Hai choose two. That mean này group grant tiền. Chẳng bảo mình này cực quan còn mình mang chia simple sentence này. Chẳng không biết chúng mình ưu tiên hỏi mũi. Purika reads book. Chẳng đi cứ chia simple sentence. Dân mình subject Purika hay dân mình verb read. Hay book nâng cứ chia object. Hay viên mình này cực quan. Ưu tiên hỏi mũi tiết. We are having breakfast at the moment. Chẳng đi có chia simple sentence được nè. Rí áp rộp hệ tiết bì dân hai thác compound sentence. Chẳng compound sentence với cao lãng chênh bì simple sentence bì. Chọc nét đại prá coordinating conjunction. Rưu mũi có semicolon. Chúng coordinating conjunction cứ dân đắng ngày dân anh hai mình anh tiết hai chiếc fanboy. Đại fanboy nó cứ chỉ bị cắt được bọc bịa for and no but or yet hay nâng so. Chúng ao tại ví dụ pi đại cho cái này đại pra coordinating conjunction nó đương mùi có sẽ bị khó lớn dân hai tháng compound sentence hai. Chúng không biết nhưng mà ưu tiên hòa mùi. It is raining. So I cannot go to school. Chẳng cái này nếu chúng shop ví dụ pi nó đại pra so hay complex nhưng trời mình khám mã nó bị mất coordinating conjunction. Chẳng ví dụ này mình này tha việc cùng phong phiếm đôi chân ác nhóm mình ai tới xả lại riêng mà anh tì chẳng coordinating conjunction cứ vì mình này xem khí nhé chẳng phải dân phá cứ dân mơ ta tam tùm nẹ tùm nôn đồ biên vô pi năng sân hai mình dân xâm rạch thay dân trời phá mùi nè chẳng không biết nhưng mà ưu tiên hoa mùi tiết. She went shopping. She bought clothes. Chẳng nhóm shop vô pi năng đại phá semicolon anh đang có chứ compound sentence được nè chẳng nhân chỗ prophet tiết bấy thì dân hai thác complex sentence chẳng complex sentence nó việc cao chênh bí dependent clause bộ nâng independent clause. Đại dependent clause nâng chỉ tu tới với mình subordinating conjunction được nông nâng. How subordinating conjunction được bỏ dưỡng mình một chùm nuôn đôi chìa because, as, if, even though, although, until, while, when. Anh nâng sau tại dương clause chua bây. Chẳng rõ clause nào để mình subordinating conjunction nâng. Anh nâng cái how dependent clause. Chẳng complex sentence Việt Nam chính bị dependent clause bộ nâng independent clause. Chẳng nông đích nhưng mà ưu tiên hòa mũi. Although it is raining, I still manage to go out. Tôi bây giờ biết liền còn nói cực nhóm ai tới cài bàn này. Chẳng although it is raining anh ấy viết chứ dependent clause là although nó chứ subordinating conjunction. I still manage to go out anh ấy viết chứ independent clause. Chẳng pi nó cho cái này đòi pra khám má anh ấy bằng cài bàn chứ complex sentence. Chẳng như mà ưu tiên hôm mùi tiết. I study English because it's important for my career. Chẳng prophet trong khao được bỏ dưới cư compound complex sentence. Chẳng compound complex sentence việc cao chênh bì à bì môn nâng. Chẳng rõ bởi dụng nà đại miên coordinating conjunction hay nâng subordinating conjunction anh nâng sau tay chia compound complex sentence. Bởi dương xâm rai máu compound complex sentence nâng cư chia bởi dụng nà đại miên two independent clauses hay nâng one dependent clause. Chẳng không biết chứ mà ưu tiên hòa mùi. Even though Bopha was sick, she came to class on time. So, sickness cannot be an excuse. Chẳng những khứ nhảy. Even though Bopha was sick, anh nâng với chia dependent clause. Dừng dậy khi nè mình nhắc đời sao với mình subordinating conjunctions. Rí ai, she came to class on time. Chẳng anh nâng với chia independent clause mới. Và tòa máu, sickness cannot be an excuse. Anh nâng với chia independent clause mới tiếp. Đại phụ trọc nế đấy, coordinating conjunction. So, chẳng bởi dụng nâng miên tầng subordinating conjunction. Miên tầng coordinating conjunction. Chẳng hai bệnh nhân hai bởi dụng nâng chia compound complex sentence.